cái này. Ôi, cứu tôi, cứu tôi ta. Lên. Xa ha, dốc ngon ha. Sao? Kì. Đấy là cái cú. Cường. Ok. Không ràng luôn ha. Nhưng chơi mà đâu cần ràng chứ. Rồi tới phút cái đò tiếp tục. Ê trời. Nó mà nó bựa cái là chắc vất vả liền luôn con. Đấy anh ở nhà nó khái. Thử ha. Cái này là đồng ở của ngã ba Long Khốt nè bà con ha, nằm ở chỗ kinh 504 á. Sao không máng nón vô xe? Rồi tiếp tục từ con dốc. Lúng rồi. Lúng rồi, lên rồi. Vô. Ê, cái này. Ôi, cứu tôi, cứu tôi ta. Đứng gì điện luôn. Cái này nè, cái cho lên luôn hả? Dướng dây điện. Ủa sao dây điện lại thấp chứ ta? Dướng dây điện luôn. Quá yếu. Rồi khóa xăng rồi, chưa khóa xăng rồi. Dướng dây điện hả? Dướng dây điện. Đụng cái cây ngã rớt dây điện. Cái xe này cho nó lui lại không? Chẳng rồi. Chỉnh lại để tụ. Rồi. À, gì điện? Điện sao thấp chứ đó. Điện chấm. Chơi gì kêu đẩy mày? Chơi gì kêu đẩy? Đẩy lúng rồi. Đẩy cái của mình đâu được. Trỏi lên nghe đây nè.
Quay đầu, quay đầu, quay đầu, không cần, không cần đẩy. Quay đầu là lấy chết. Rồi giờ tới chú bộ đội nè. Rồi anh em tiếp tục chạy lên. Góc này cũng dễ. Cương. Cường. Anh Cường và con cũng biết ha, anh Cường là con là xem những lớp trước cũng biết anh Cường rồi. Chiều á. Rồi. Không. Không không, xách về đi, xách đi đi. Giờ anh này bị qua anh đây, giờ qua anh đây chỗ này không được. Chạy đi bắt chớn, chạy qua rồi đẩy phụ qua luôn. Ở đây không được qua hả? Đi đường này được nè. Vòng qua, vòng qua kia lấy chớn nha. Ở đây thì quẹo qua luôn đi, chạy một vòng lại nữa. Mình đẩy mà mình cho qua luôn được rồi. Số 1 phần con ha, số 1 cũng góc luôn á, góc máy. Mạnh quá luôn. Ok. Số 1 cũng góc máy luôn thấy không? Thấy không? Số 2 số 2 số 1. Ở đó hồi lúc nữa. Anh đắng lộn cơ, lộn con mèo đắng kìa. Trời đất ơi. Lộn con mèo đắng rồi.
anh Chí Linh. Anh Chí Linh lên nhóc. Cắm luôn xuống hả trời? Cắm luôn. Trời cắm ơi, đất ơi, cắm. Giờ chờ lộp nó vô rồi. Bể luôn hết rồi, cắm đầu mà, kẻ bắt rồi. Trời, đồ gãy cán luôn rồi. Sao còn chạy được? Đạp rồi, còn chạy không? Đạp hơn. Má đang dặn, đùa qua được cái đúng cái chỗ thủng không? Tiền chẳng tiền đâu chẳng đủ mẹ lộn đi được vậy luôn đó. Chắc cái lỗ này đúng không? Cái lỗ này đây hả? Chắc nó đó nè, cái lỗ nè nó chụp đầu xuống là nó lộn lại à. Chụp có cái lỗ cái rồi lộn ngược luôn trời đất trời. Rồi đây ngậu kìa, bán đòn này đẩy nữa chứ đâu, nhìn chạy mà thế là biết đẩy rồi, mạnh lên hết ra luôn. Trời trời đất ơi. Chị sao cái này đang chạy tự nhiên cái phụp phụp kìa. Đang chạy cái cắm đầu cắm cổ à. Trời ơi. Đang chạy cái tự nhiên cắm đầu xuống luôn. Kêu mấy nó ra đây chở phụ. Không biết đâu luôn rồi. Chắc nghỉ cơm quá. Đất đai gì thì lúng thì ghê trời. Ruộng của ông này vẫn trúng thì ghê trời. Ruộng của ông này vẫn trúng. Đất đang chạy thì vẫn cắm đầu cắm cổ lúng đầu. Ơ cái trời trời trời. Quá lúng rồi. Chị sẽ không chạy mất tay luôn.